Rồi, Trình xin chào mọi người ha. Sáng nay Trình chia sẻ và giao lưu với mọi người một cái cây mai bonsai ghép cúc. Cây này nó đã thành phẩm rồi, nó cho nụ rồi. Hiện tại chiều cao của cây á, lên tới đỉnh chóp ngọn là 80. Tán rộng của nó là 70. Quanh thân 15 và bộ vành trai đế của nó Trình đo bằng thước dây này. Bộ vành trai đế của nó là 95 nha. Này 95. Cây nó có một bộ đế rễ nó trải đều. Đế rễ nó trải đều. Đấy, đế rễ nó trải rất là đều nha mọi người. Đấy, thành một cái chùm nôm cao luôn. Đây là mình tưới, mình tưới ra chứ mình không có lấy ghim mình xối ra đâu. Cây nó ổn định trong chậu rồi. Mình bỏ cái bao thuốc lá này, người xem này, cái bảng thuốc lá này dưới cái gốc đế này nè, rất to nha, gốc đế nó bành rồi. Còn trên này là cái phần cũ của nó này, này phần cũ, cái này nó có độ đẹp à. Phần gốc đế thôi thì mình không có đo vành cũ làm gì ha, vành cũ nó úp một bầm tay rồi. Cái này nó có những cái chùm rễ nó này to, nó có những cái độ sánh của nó giống như cây đước á, cây đước trong miền Nam á, rễ cây đước nôm cao như thế này. Gốc đế đẹp lắm, cái này giá chỉ có vài triệu thôi. Đây là cái vớt ghép này. Đó, ghép nó cái giai đoạn này nó gần liền lại luôn rồi, gần liền lại dưới cái thân, nó kéo lại liền dưới cái khúc chính đấy mọi người thấy không? Đấy, nó chỉ còn một chút xíu nữa thôi, một chút xíu nữa là nó kéo lại hết luôn rồi, nó liền lại cái tay này. Đó, dành tay xương ké đóng đông đẹp ok. Này, nụ này nó cho nó cho nụ rải rác rồi. Bắt đầu nó cho nụ rồi. Nụ nụ ra tương đối, giờ tới Tết nữa là nó ra nữa là vừa ha. Trong dòng bonsai mà hàng ghép á, là nó cũng hay, hoa nó cũng sẽ chấm nở sớm hơn so với những cái cây rinh đó, là nó xuyên hoa hơn. Mình có thể chơi quanh năm mà nhiều khi nó cây nó sung lực do cách mình bấm chặn nữa, nên mình có thể chơi cũng vài đợt hoa đó. Như mấy cây ở vườn mình đó, mình chung cũng không có quan tâm cái vấn đề mình bán buôn à, dịp Tết đó. Vì cây nhiều mình cũng thường xuyên bấm chặn nhiều, nó có hoa, nó thường thường nó có hoa mình có mình chơi ha. Các cây cành cốt thân chính nó lắc luồng, lắc lượng lên ha, nó dựng cái ngọn nó. Nếu các cái đoạn này thì cây nó lung hơn nữa, nó đẹp hơn mọi người đó. Mình đang dưỡng ở đây thôi, thực sự cắt nó ra mình lấy một tay ở đây ép vào đây, một tay lên đây nữa nó rơi vào tầm 65 là đẹp, nó rút lại đẹp lắm. Đó, nhưng mình chưa làm ngọn thì mình chia sẻ cái dáng dấp của cái cây, dáng dấp chính của nó. Vành đế rễ nó này cực kỳ bự ha. Nó rất là đều rồi, nó trải nó xuống nó dọc dọc mà các biển xung quanh nó này, nó theo một hình tròn nó luôn. Cái này rỡ nó đơm ra khéo, dần đỡ rỡ nó khéo lắm, nó thoát thân nó cũng đẹp, nó nhạt. Hồi xưa cắt ngay vào đây này, hồi cắt ngay đây đóng bờ ghép này không, nó kéo gần, nó kéo gần 1/3 của cái vách cắt luôn rồi. Đó, vớt cái nó xì ra này,
bắt đầu là nó đẻ kéo nhựa rất là mạnh. Đó. Trên này là cái phần để ghép xong hết rồi, cái tược ghép. À, cái tỷ tháng nó ổn định, đứa nó nom đẹp nữa. Rồi mọi người có nhu cầu giao lưu cây này thì liên hệ số điện thoại mình là 0849 02 0790 nha. Đó cũng là số Zalo đó, mình đăng ký tài khoản Zalo kết bạn luôn ha. Rồi xin chào, cảm ơn mọi người xem hết video.